Hello cô chú ơi, chay chay đang đi bơi nè cô chú. Sao dạo này thấy camera ư hả miệng hả? Sao dạo này thấy camera ư hả miệng nha? À, sao dạo này thấy camera ư hả miệng vậy? Ư hả miệng vậy? Ư hả miệng vậy? Hello cô chú đi. Cô qua cô chú cái, cô qua cái đây. Chay mới ngủ dậy cô chú ơi, qua còn quá sớm luôn. Tại bây giờ là 9 giờ sáng, khổ rồi chay ha, 9 giờ sáng mình dậy đi tập thể dục rồi. When JD's a couple years older, she'll be running around this place. Nè cô chú ơi, chay đi bơi nè. Jade? Jade? Lấy cái khác chơi đi con. Her immediate instinct is to take a toy from somebody. Nè con nè, chay chay bum 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 nè. Nè chay nè, nè nè, chay 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 chay. Bum bum bum. JD, come here, JD. Here, you have a big bowl right here. Let mommy put down for you, okay? Wow, look how big this bowl is. That's a sheep. Big sheep. Make it dry. Wow, chay gần là đàn, đàn đi. Baby, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Đó cô chú ơi, chay chơi trước khi bơi đó cô chú. Wow, ngoại thấy chưa, ngoại thấy đồ chơi của chay chưa? Đó cô chú ơi, chay vô hồ bơi rồi nè cô chú. Nay là chay bơi có 2 người thôi, với lại bạn kia là chắc thực tập viên đó. Thì sao? Trời ơi ghê quá à. Làm cho cô chú coi coi. À cái đó để làm lưỡi vậy đó hả? Cái đó đâu phải làm lưỡi. Đây nè, cái đó làm vậy nè. Đưa đây để mày chỉ cho làm. Nè nha, không phải cái này nè, nhăn răng ra. Nhăn răng ra, nhăn hi hi, nhăn ra. Hi hi hi, no for teeth. Nhăn răng nè, nhăn ra. Hé, không phải cho lưỡi. Đây nè. Đây mày chỉ nè. Rồi, nhăn răng ra. Nhăn răng ra, không được, không phải lưỡi, nhăn răng. Đó, đúng rồi, làm vậy đó. Để xỉa răng đó, cái này để xỉa răng đó chứ không phải làm cho lưỡi đâu. Chú thấy chay bữa nay mặc bộ đồ này hổ báo trường mẫu giáo chưa? Bộ đồ quá là hổ báo trường mẫu giáo luôn. Mấy cái này là mới đó, mấy cái này là cái này là mới chứ không phải là mẹ với ba xài rồi đâu nha cô chú. Mới đó rồi nó lụm được đó, lụm được trong cái hộp rồi lấy ra nó chơi đó. Sao? Chuẩn bị ngủ chưa? Buồn ngủ chưa? Hả? Thôi kìa. Ôi sao? Thấy chưa? Ai mượn con? Này con cho cô chú xỉa răng với xỉa răng xỉa cho cô chú. Đó, kêu cho chú lê răng ra. Đó, chay làm vậy đó cô chú ơi. Nhăn răng con trắng chưa? Sạch chưa? Sạch chưa? Dạo này nữ khoái hả miệng lắm. Thôi đi đi. Bấm nút biến đi. Bấm nút biến vô đây cái này.
sự. Con xạo sự. Ngủ chưa? Ngủ chưa? Yeah. Hỏi nó mà ngủ chưa, mà nếu mà nó khò là nó ngủ rồi cô chú. Nó mà khò là nó sẽ chuẩn bị đi ngủ, mà còn nó chưa trả lời là nó chưa chuẩn bị đi ngủ đó. Nhưng mà con dậy hồi lúc 8 giờ mấy rồi. Giờ 12 giờ rồi. Dậy hồi lúc 8 giờ 45. Giờ 12 giờ rồi. Nó 12 giờ 45 là được 4 tiếng đó. Giờ 3 tiếng mấy rồi đó. Đó, đi bơi mua cho nó cái này, mua cái này mới nè cô chú nè. Đó, để cho vô, thả vô cho cái thả vô cái thấp trên cho chay tập bơi trong cái thấp. Cái này là nổi trên nước đó. Để chiều nay cho chay bơi rồi cái cho cô chú coi ha. Thôi đừng có chơi với cái đó nữa mà, lấy cái khác chơi đi. Làm như khỉ lưỡng răng cộ đồ lắm. Tối ngày đi xỉa răng. Miếng nước mềm không à. Rồi lên xe, đề máy. Đề máy chạy đi. Trời ơi con ngồi kìa, con ngồi kiểu kìa. Trời ơi con ngồi kiểu dữ chưa. Ngồi kể gì, nhiều ngồi kiểu cho chạy xe giữ quýt lộ không. Sáng lên đi, sao không sáng lên vậy ta. Đồ quá trời đồ luôn. Có gì xin cái phải để lấy cái đồ này ra để cho cái phòng đi cho nó rộng. Giờ để ngoài quá trời đồ luôn. Sao? Nâu gì? Nâu gì? Ai làm gì đâu nâu? Lên ghế ngủ đi. Lên ghế ngủ đi. Đó, rồi ngủ đi. Đó. Khò đi con, khò đi. Nó bận lắm ha, hồi nãy giờ có thấy nó ngồi im không? Đó, xì 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 là bơi đó, bơi đó. Nó biết cái này để tắm đó. Bơi thôi không? Cái đó để bơi phải không? Rồi, khò đi. Khò đi. Khò đi. Nữa. Sao thấy cô chú lại le lưỡi vậy? Bỏ tật le lưỡi đi. Le vừa vừa thôi chứ le quá. No. Đồ gì? Ai làm gì đâu đâu. Trời ơi bây giờ nó nhìn lên cái flip screen là nó nhìn nó thấy nó trong đó cái mà cái camera ngọc có cái lật lật lên á. Thấy nó trong đó mà nó bắt đầu nó diễn liền. Mẹ đâu phải diễn viên đâu mà sao con đẻ con ra diễn viên kỳ vậy ta. Rồi lắc đi, lắc đi, lắc xí ngầu đi. Lắc 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 lắc. Oops.
ngủ hả chay? Ngủ đi cho mẹ làm video chút đi con. Chân mình vậy đó. Yêu. 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 Mẹ nói vậy hả? Ồ. Đau hả? Ai mượn con tự dục mà con nói đau? Con làm chứ ai làm, mẹ đâu làm đâu. Trời ơi, xì tư, coi trời, trời ơi. Đau 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 chị cô chú coi coi. Đau đó nè hả? Rồi, làm gì vậy? Làm gì vậy? Chơi bây giờ chơi quỳ xuống chơi chơi mô Phật cho cô chú coi đi. Mô Phật sao? Mô Phật sao? Quỳ xuống mô Phật đi. Mô Phật đi con. Quỳ xuống mô Phật kìa. Mô Phật kìa, quay lại mô Phật đi con. Mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đúng rồi, nằm xuống luôn, nằm xuống luôn. Nằm xuống luôn. Đúng rồi, giỏi. Mô Di Phật. Giỏi quá. Sẵn nằm xuống chơi luôn. Đừng có le lưỡi nữa. Tôi cắt cái lưỡi giờ nè. Tôi cắt cái lưỡi nè. Tôi cắt cái lưỡi nè. Cái lưỡi này rồi. Nè chơi làm được giống mẹ không nè, nhìn nè. Nè coi lưỡi mẹ nè. Hay không? Hay không? Thấy mẹ hay không? Thôi được rồi. Nước miếng nước bầm không à. Thôi đi ngủ đi nè. Ngủ nha. Mô Phật đi. Mô Phật đi. Rặn hả? Rặn hả? Nãy nãy mới đi rồi mà giờ còn rặn gì nữa. Nãy mới đi cái thầy mà rặn gì nữa. Open your mouth. Ha ha ha. Open your mouth. Ha ha ha. JD, JD. Yes, papa. Đúng rồi, mommy, đúng rồi. Giỏi quá ta. Eating sugar. Giỏi quá, no mommy, đúng rồi. Ôi coi kìa.